Thưa quý vị, khí chất hiền lành, nho nhã và sự chăm chỉ là những đức tính quý giá của đàn ông Đinh Mùi, sinh năm 1967. Năm Nhâm Dần 2022, sao Thổ Tú và hạn Ngũ Mộ sẽ gây ra những khó khăn gì trong cuộc sống của người tuổi này? Liệu quý bạn có đón nhận nhiều tin tức tốt đẹp về sự nghiệp, gia đình, tài lộc cũng như là sức khỏe trong năm 2022 hay không? Mời quý bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 năm Mạng, sinh năm 1967, tuổi âm lịch năm 6 tuổi, sao chiếu mệnh Thổ Tú, bán cát bán hung, mệnh Thiên Hà Thủy, kim sinh thủy rất tốt, địa chi tuổi tuổi Mùi với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Đinh gặp năm Nhâm tương khắc xấu. Khí chất hiền lành, nho nhã và sự chăm chỉ là những đức tính quý giá của đàn ông Đinh Mùi, sinh năm 1967. Năm Nhâm Dần 2022, sao Thổ Tú và hạn Ngũ Mộ sẽ gây ra những khó khăn gì trong cuộc sống của người tuổi này? Liệu quý bạn có đón nhận nhiều tin tức tốt đẹp về sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe trong năm 2022 hay không? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 năm Mạng. Nam tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, có ngũ hành nạp âm bản mệnh thuộc Thiên Hà Thủy, tức là nước trên trời. Đặc trưng tính cách của người mệnh thủy là trí tuệ uyên bác, khả năng ăn nói trôi chảy. Tuổi Đinh Mùi nam mệnh ứng với Càn, thuộc về Tây Tứ Mệnh trong phong thủy bát trạch. Nếu tính cả tuổi Mụ thì nam giới Đinh Mùi sẽ tròn 56 tuổi khi bước sang năm 2022. Đinh Mùi nam mệnh liệu có được hưởng thiên thời địa lợi nhân hòa trong năm 2022 hay không? Vấn đề này cần phải được xét đoán dựa trên mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của mệnh chủ với năm đó. Năm 2022 chính là Nhâm Dần, có kết nạp âm là kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Trong thuyết ngũ hành, kết nạp âm của Đinh Mùi và Nhâm Dần có mức độ hòa hợp cao bởi vì hành kim sinh cho hành thủy cực kỳ cát lành. Thế nhưng lại có sự xung khắc giữa các thiên can, đinh thuộc hỏa, bị khắc chế bởi nhâm thuộc thủy, không tốt. Về địa chi tuổi Mùi, có mối quan hệ bình thường với tuổi Dần, may mắn ở mức trung bình. Xét về tổng quan, vận khí của người nam Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ chỉ ở mức bình thường trong năm 2022. Tuy nhiên bản mệnh cần phải chuẩn bị về mọi mặt để đối phó với những tình huống bất ngờ. Một khi đã an toàn vượt qua giai đoạn thử thách này thì thành công sẽ chờ đợi ở phía trước. Điều quan trọng nhất là quý bạn phải giữ được ý chí tiến thủ bền vững để không ngừng tiến lên. Ngoài ra năm nay tuổi Đinh Mùi vừa thoát khỏi hạn thái tuế nên cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được hanh thông thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đây là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mang theo một kim bài thái tuế để tỏ lòng thành kính và được thái tuế tương trợ, gia trì công đức và phát triển sự nghiệp. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Đinh Mùi trên các phương diện. Sau đây là luận giải chi tiết về vận trình số mệnh của nam giới Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Nhâm Dần trên các phương diện cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp trong năm 2022, sự nghiệp của đàn ông tuổi Đinh Mùi có thể đạt được những thành tựu nhất định nếu bản mệnh cố gắng nỗ lực. Vì không có được thời vận cường thịnh nên người tuổi này không nên vội vàng triển khai kế hoạch lớn hoặc dự án mới, thay vào đó hãy dồn công sức để thực hiện nhiệm vụ hiện tại, tránh ôm đồm của nhiều việc mà xuôi hỏng bỏng không. Đàn ông Đinh Mùi sinh năm 1967, tâm cao khí ngạo, luôn ấp ủ tham vọng lớn trong sự nghiệp. Chính vì thế bản mệnh sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước nghịch cảnh trên con đường công danh. Nhờ có ý chí vươn lên mạnh mẽ, quý bạn sẽ giữ vững được danh tiếng và uy tín của bản thân trong công việc bất chấp mọi khó khăn, gian khổ. Nhược điểm lớn nhất của nam giới Đinh Mùi là cả tin và không có chủ kiến. Bản mệnh dễ bị người khác chi phối. Việc đặt niềm tin vào nhầm người có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vậy nên quý bạn cần phải tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ hơn trong công việc. Tình duyên, vấn đề tình cảm của đàn ông Đinh Mùi sinh năm 1967 tuy có gặp phải một số trục trặc nhỏ nhưng nhìn chung vẫn yên ổn. Những người này khi còn trẻ thì khá đào hoa nhưng đến khi lập gia đình rồi thì lại trở thành con người thủy chung có trách nhiệm đối với gia đình. Gia đình của người nam Đinh Mùi rất ít xảy ra lục đục, sự quan tâm chân thành sẽ giúp thấu hiểu được tâm tư của những người thân yêu.
và ngay cả khi giữa các thành viên xảy ra tranh cãi, bản mệnh vẫn giữ được thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng và đưa ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý. Tài lộc, tài vận của nam giới Đinh Mùi năm 2022 có dấu hiệu chững lại. Một số thời điểm do chi tiêu hoang phí mà dẫn tới thiếu thốn. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là khoảng thời gian thuận lợi để bản mệnh đa dạng hóa nguồn tài lợi, bởi lẽ việc đầu tư sinh lời hoặc kinh doanh buôn bán sẽ khó mang lại kết quả như ý. Đàn ông Đinh Mùi nên học cách hài lòng với những thứ mà mình đang có, chứ không nên tham lam mà hành động nóng vội. Trong cuộc sống hàng ngày nên chi tiêu hợp lý, quản lý tình hình tài chính cá nhân thật chặt chẽ. Việc cho người khác vay mượn tiền nhất định phải có kèm theo giấy tờ rõ ràng. Bên cạnh đó, để tránh việc thất thoát tiền bạc, quý gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được khai mở, tài lộc bền vững, gia đạo an yên. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người nam Đinh Mùi sinh năm 1967 tương đối ổn định trong năm Nhâm Dần. Bản mệnh nên duy trì lối sống lành mạnh và có chế độ ăn uống khoa học để giữ gìn thể trạng khỏe mạnh. Việc kiêng khem các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đối với đàn ông tuổi trung niên. Nam giới Đinh Mùi cũng cần phải lưu tâm đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý, không nên chủ quan trước những dấu hiệu mệt mỏi, chán nản của bản thân. Hãy nạp thêm năng lượng tích cực để cân bằng lại cuộc sống bằng những phút giây vui vẻ bên gia đình. Xem sao hạn của tuổi Đinh Mùi nam mạng trong năm 2022. Vận số của người nam Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ bị chi phối bởi sao chiếu mệnh và niên hạn nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Sao chiếu mệnh, Đinh Mùi nam mạng sẽ gặp sao Thổ Tú trong năm Nhâm Dần 2022. Trong cửu dượng niên hạn, đây là một hung tinh. Chủ về sự trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh dễ bị kẻ tiểu nhân gây khó khăn trong công việc hoặc là mâu thuẫn với đồng nghiệp. Những gian nguy nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần bền lòng, vững chí mà thôi. Quý bạn vẫn có thể gặt hái được những thành công mỹ mãn như ý. Ngoài ra, sao Thổ Tú cũng gây ra cho người nam Đinh Mùi một số phiền toái liên quan đến hạnh phúc hôn nhân. Nếu mọi người không kìm nén được tính khí nóng này thì dễ xảy ra tranh chấp cãi vã trong gia đình. Điều này có ảnh hưởng đến tâm trạng, cho nên bản mệnh thường hay cảm thấy buồn phiền trong lòng. Hạn tuổi, niên hạn của tuổi Đinh Mùi nam mệnh trong năm 2022 rơi vào hạn ngũ mộ, chủ yếu liên quan tới hao tài, tán lộc, tổn thất tài chính. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện rắc rối trong việc mua bán trao đổi hàng hóa, dễ mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng nếu như không đề cao cảnh giác. Bên cạnh đó, đàn ông Đinh Mùi phải hết sức cẩn trọng khi cho người khác vay mượn tiền, kể cả những mối quan hệ thân tình lâu năm. Hóa giải sao hạn. Để giảm bớt tai ương về tiền bạc của hạn ngũ mộ, người nam Đinh Mùi sinh năm 1967 nên kiểm tra hàng hóa kỹ càng trước khi chi tiền, hoặc chỉ mua hàng ở những địa điểm uy tín. Tài chính cũng cần phải được quản lý chặt chẽ, không nên tùy tiện cho người khác mượn tiền và không có hợp đồng rõ ràng. Trong năm 2022, đàn ông tuổi Đinh Mùi nên dành nhiều thời gian để ở bên cạnh gia đình nhiều hơn. Điều này không chỉ giúp hâm nóng lại tình cảm giữa mọi người mà còn tránh được nhiều xung đột không đáng có. Duy trì lối sống thiện lương, tích cực giúp đỡ mọi người sẽ mang đến nhiều phước đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Trong dân gian, người ta cũng thường áp dụng phương pháp cúng sao hạn để tránh hung họa. Người nam Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng có thể thực hiện nghi lễ cúng sao giải hạn Thổ Tú trong năm 2022 để tăng cường vận khí. Bên cạnh đó, các thầy phong thủy khuyên gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây là pháp khí chuyên hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Mang theo vòng bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho mọi việc được hanh thông, hòa hợp vợ chồng, an yên gia đạo. Luận tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 năm mạng theo tháng âm lịch. Theo tử vi trọn đời, những sự kiện trong năm 2022 có tầm quan trọng đối với cuộc đời của nam giới Đinh Mùi sinh năm 1967. Vận trình số mệnh của quý bạn sẽ thay đổi theo từng tháng như sau. Tháng 1, cơ hội đi kèm thử thách, tận tâm chăm chỉ làm việc mới mong đạt được thành quả. Tháng 2, xuất hành đi xa không thuận lợi, vợ chồng nhường nhịn thì mới tránh được chuyện cãi cọ trong nhà. Tháng 3, tiền đồ sự nghiệp rộng mở, biết nắm bắt cơ hội thì có thể thăng quan, tiến chức.
tháng 4, tài vận vượng phát, tiền bạc dư giả, vạn sự như ý cát tường. Tháng 5, quản lý tài chính chặt chẽ, tránh tiêu xài hoang phí, cuộc sống vợ chồng yên vui. Tháng 6, mọi sự bình an tốt lành, tâm trạng thanh thản ung dung. Tháng 7, công việc làm ăn bình ổn, tính toán suy xét kỹ lưỡng trong mọi giao dịch để tránh sơ suất. Tháng 8, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, luôn thể hiện thái độ dĩ hòa, vi quý với mọi người xung quanh. Tháng 9, tài lộc có nhiều chuyển biến tích cực, nếu biết tranh thủ thời cơ thì tích lũy được thêm nhiều của cải. Tháng 10, gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Tháng 11, tiền tài và sự nghiệp có dấu hiệu ngưng trệ, giữ tâm thái bình tĩnh thì mới tìm ra được cách thu xếp mọi vấn đề vẹn toàn. Tháng 12, gặp nhiều chuyện không như ý, giữ cho tâm thanh tịnh, trong sáng để có thể hóa nguy thành an. Vận trình tử vi của đàn ông Đinh Mùi trong năm 2022 sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng nếu cố gắng thì sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Bản mệnh phải giữ vững nghị lực thì mới có thể vượt qua được sóng gió trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Mong rằng bài viết đã mang đến cái nhìn tổng quát về vận trình số mệnh của tuổi Đinh Mùi nam mệnh vào năm Nhâm Dần. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta cũng luôn luôn phải chấp nhận và vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải này của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận trình của mình trong năm 2022 và từ đó thì cũng có những cách hóa giải phù hợp với sự tư vấn bởi thầy Gia Cát. Và hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa mới thông tin tới tất cả quý vị thì quý vị sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị nhé!